Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh tin tức Bitcoin 247. Với những bạn chưa có tài khoản để mua bán và giao dịch Bitcoin, các bạn có thể mở tài khoản trên sàn Binance theo đường link mình để ở phần mô tả để được giảm 10% phí giao dịch trọn đời. Và thông tin ngày hôm nay, Bitcoin đã giảm xuống hơn 60.000 đô la ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, một số nhà đầu tư đã tận dụng cơ hội này để tích lũy thêm Bitcoin. Một nhà phân tích tại CryptoQuant đã sử dụng số liệu địa chỉ tích lũy theo dõi các địa chỉ không có giao dịch nào được thực hiện, ngoại trừ thợ đào và sàn giao dịch. Số liệu này được cập nhật hàng ngày, nhưng nó cũng cung cấp thông tin chi tiết về mối quan tâm trong việc tích lũy dài hạn. Từ tháng 4 đến tháng 5, các địa chỉ tích lũy đã giảm mỗi Bitcoin, nhưng từ tháng 6 trở đi, động lực này đã quay trở lại thị trường. Gần đây, các địa chỉ này đã tích lũy được khoảng 72,5 nghìn Bitcoin. Trong 30 ngày qua, họ đã chứng kiến dòng tiền chảy vào hàng ngày là 12,5 nghìn Bitcoin. Nếu xu hướng này tiếp tục, nó có thể ảnh hưởng tích cực đến giá thị trường. Dữ liệu của CryptoQuant cho thấy áp lực mua đang chiếm ưu thế trên thị trường. Dự trữ trao đổi của Bitcoin đã giảm, một dấu hiệu của áp lực mua cao. CDD nhị phân cho thấy động thái của những người nắm giữ dài hạn trong 7 ngày qua thấp hơn mức trung bình. Họ có động cơ để giữ tiền của mình. Ngoài ra, Korea Premium của Bitcoin cho thấy tâm lý mua vào rất mạnh mẽ trong số các nhà đầu tư Hàn Quốc. Bên cạnh đó, 12 quỹ Bitcoin ETF tại Hoa Kỳ đã ghi nhận mức rút vốn lớn nhất trong một ngày vào thứ Sáu, ngày 2 tháng 8. Đây là mức rút vốn lớn nhất sau 90 ngày kể từ ngày 1 tháng 5. Tổng dòng tiền chảy ra vào ngày 2 tháng 8 là 237,45 triệu đô, mức cao nhất kể từ mức 563,77 triệu đô chảy ra vào ngày 1 tháng 5 và là mức dòng tiền chảy ra trong một ngày cao thứ tư kể từ khi Bitcoin ETF ra mắt vào tháng 1. Quỹ Bitcoin ETF của Grayscale là một trong hai ETF duy nhất ghi nhận dòng tiền chảy vào, thu về khoản tiền khiêm tốn là 9,88 triệu đô. IBIT của BlackRock, một ETF khác có chiều hướng tích cực, chứng kiến dòng tiền chảy vào gần 43 triệu đô. Tuy nhiên, các dòng tiền vào này đã được bù đắp bởi hơn 100 triệu đô la tiền chảy ra từ FPTC của Fidelity, khoảng 81 triệu đô la từ AK Invest và ARKB của 21Share và dưới 50 triệu đô tiền chảy ra từ GBTC của Grayscale, BITP của Bitwise và HODL của VanEck. 5 quỹ còn lại không ghi nhận thay đổi nào. Mặc dù dòng tiền chảy ra trong một ngày là lớn, nhưng tổng khối lượng giao dịch hầu như không có gì bất thường và tổng giá trị tài sản dòng tất cả các ETF cộng lại vẫn ở gần mức cao kỷ lục, mặc dù giá Bitcoin tiếp tục trượt xuống mức 60.000 đô. Trong khi 9 quỹ Ethereum ETF Spot hiện có trên thị trường Hoa Kỳ ghi nhận mức rút vốn là 54 triệu đô vào thứ Sáu. Con số đó là mức rút vốn nhỏ nhất trong một ngày được ghi nhận trong thời gian ngắn mà các quỹ này có mặt trên thị trường cho đến nay. Tuy nhiên, tổng tài sản nắm giữ trong các quỹ hiện đang ở mức thấp nhất mọi thời đại là 8,33 tỷ đô, giảm đáng kể so với mức tối đa là 10,24 tỷ đô la đạt được vào ngày giao dịch đầu tiên. Phần lớn dòng tiền chảy ra, 61 triệu đô la đến từ ETHE của Grayscale, cũng tự hào có giá trị tài sản dòng cao nhất trong các Ethereum ETF ở mức 6 tỷ đô. Tổng khối lượng giao dịch trên các Ethereum ETF cũng là mức thấp thứ hai được ghi nhận vào thứ Sáu, ở mức 438 triệu đô, thấp hơn nhiều so với 2,34 tỷ đô la được giao dịch trên Bitcoin ETF. Bên cạnh đó, cựu Tổng thống Hoa Kỳ, ứng cử viên của Đảng Cộng hòa Donald Trump tiếp tục ủng hộ Bitcoin trong chiến dịch tái tranh cử vào tháng 11 này. Trong một tuyên bố gần đây, Donald Trump cho rằng Bitcoin có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết khoản nợ quốc gia khổng lồ của Hoa Kỳ. Trong một cuộc phỏng vấn với Maria Bartiromo của Fox News, Donald Trump ngụ ý rằng Bitcoin có khả năng xóa bỏ khoản nợ nước ngoài 35.000 tỷ đô la của Hoa Kỳ. Ông lập luận rằng tài sản kỹ thuật số này nếu được áp dụng và hỗ trợ hiệu quả có thể mang lại lợi ích cho quốc gia. Nợ quốc gia của Hoa Kỳ đã là chủ đề thảo luận chính, đặc biệt là kể từ khi vượt quá 35.000 tỷ đô la. Theo nền tảng phân tích thị trường Copesi Letter, Hoa Kỳ đã tích lũy khoảng 12.000 tỷ đô la nợ liên bang kể từ năm 2020. Chi tiêu thâm hụt hiện tại tính theo tỷ lệ phần trăm GDP hiện ở mức tương đương với thời Thế chiến thứ hai. Nói cách khác, Hoa Kỳ đã tăng thêm khoảng 280 tỷ đô la vào nợ liên bang mỗi tháng kể từ tháng 1 năm 2020. Điều này tương đương với khoảng 105.000 đô la nợ liên bang cho mỗi người dân trong nước. Ý tưởng sử dụng Bitcoin để giảm nợ quốc gia không phải là hoàn toàn mới. Nó phù hợp với đạo luật Bitcoin do Thượng nghị sĩ Cynthia Lummis đưa ra, trong đó đề xuất tạo ra một quỹ dự trữ Bitcoin chiến lược và cho phép Bộ Tài chính Hoa Kỳ mua 1 triệu Bitcoin trong 5 năm. Những người đam mê tiền điện tử như David Bailey, CEO của Bitcoin Magazine, ủng hộ ý tưởng này. Bailey tin rằng Bitcoin có thể giải quyết được nợ quốc gia của Hoa Kỳ trong vài kỷ nguyên. Tuy nhiên, các chuyên gia tài chính vẫn còn nghi ngờ. Họ lập luận rằng vốn hóa thị trường của Bitcoin sẽ cần phải vượt quá 35.000 tỷ đô la để điều này khả thi. Trong khi đó, những bình luận của Donald Trump được đưa ra sau bài phát biểu quan trọng của ông tại hội nghị Bitcoin 2024 ở Nashville, nơi ông ủng hộ vai trò quan trọng hơn của tài sản kỹ thuật số trong nền kinh tế Hoa Kỳ. Bài phát biểu của ông nhấn mạnh sự quan tâm ngày càng tăng của ông
đối với lĩnh vực tiền điện tử và những lợi ích tiềm năng của nó. Cuộc tranh luận này diễn ra trong bối cảnh cơ hội chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống của Donald Trump đang giảm xuống, giảm từ mức đỉnh điểm là 72% vào tháng 7 xuống còn 54%. Đối thủ chính của ông, Phó Tổng thống Kamala Harris, đã giành được sự ủng hộ và gần đây đã giành được sự ủng hộ đầu tiên của giám đốc điều hành tiền điện tử lớn từ người đồng sáng lập Apple, JP Theriot. Thông tin tiếp theo, sàn giao dịch phi tập trung GMX đã niêm yết hai tài sản tạo ra doanh thu trên mạng lưới Arbitrum. Hai tài sản này, Ether được đóng gói của Lido, WST Etihad và đô la tổng hợp của Athena Lab, viết tắt là USDE, sẽ hỗ trợ thị trường tương lai vĩnh viễn ETH USD trên GMX phiên bản 2. Tài sản WST Etihad là phiên bản thanh khoản được đóng gói của Ether được đặt cọc ST Etihad, rất cần thiết để sử dụng tối ưu trong không gian DeFi. Số dư ST Etihad dao động khi phần thưởng staking chảy vào, gây thách thức cho các nền tảng DeFi cần mô hình số dư ổn định cho tài sản. WST Etihad đảm bảo số dư ST Etihad cố định trong khi sử dụng hệ thống cơ bản để phản ánh phần thưởng đặt cược của người dùng. Trong khi đó, USDE là đồng stablecoin của Athena Lab, được thiết kế để cung cấp một tài sản có khả năng mở rộng và ổn định, mô phỏng giá trị của đồng đô la Mỹ. Người dùng có thể đúc USDE bằng USDT, Bitcoin, ETH-LST và ETH làm tài sản thế chấp. Thị trường mới của GMX đang mang đến những cơ hội sinh lợi cho người dùng tài chính phi tập trung, bao gồm phòng ngừa rủi ro, giao dịch ký quỹ, hoán đổi, phí cung cấp thanh khoản và nhận điểm Athena. Ngoài ra, thị trường ETH-USD vĩnh viễn sẽ sử dụng các tài sản WST ETH và USDE làm token hỗ trợ cho các vị thế bán khống và mua khống. Việc GMX niêm yết USDE và WST ETH trên Arbitrum phản ánh sự chú ý ngày càng tăng mà blockchain ARB nhận được gần đây. Ví dụ, Chainlink đã hợp tác với Wise Lending để cải thiện công nghệ trên mạng lưới Arbitrum và Ethereum. Wise Lending tích hợp Link Privacy để đảm bảo hoạt động cho vay và đi vay trên Ethereum và Arbitrum. Theo cách đó, người dùng hợp đồng thông minh có thể truy cập dữ liệu thực tế, cho phép các nhà phát triển xây dựng các ứng dụng tiên tiến. Tuy nhiên, Arbitrum vẫn thể hiện sự bí quan đáng kể, mặc dù có những diễn biến nêu trên. ARB được giao dịch ở mức 0,6 đô la, giảm mạnh trong vài ngày qua. Sự quan tâm của người dùng giảm sút đã ảnh hưởng đến mạng lưới Arbitrum. Dữ liệu của Dan Analytics cho thấy số lượng địa chỉ hoạt động của ARB đã giảm 83,84% kể từ tháng 5, giảm từ 4,01 triệu xuống còn 648.000. Ngoài ra, số liệu người dùng mới giảm từ 2,7 triệu xuống còn 181,6.000, giảm 93,27%. Những con số như vậy phản ánh sự tương tác của người dùng giảm sút. Việc tăng cường phát triển vẫn là điều cần thiết để tăng cường hoạt động mạng lưới và cứu ARB khỏi tình trạng giá đang xấu đi. Cuối cùng, theo thông báo vào ngày 1 tháng 8, DeNow, một thị trường cá cược thể thao phi tập trung, đã đóng vòng gọi vốn 11 triệu đô la do GEM Digital Limited dẫn đầu. Các nhà đầu tư mạo hiểm đang đặt cược lớn vào ngành cá cược Web3. Được xây dựng trên Arbitrum, DeNow là dự án mới nhất trong chuỗi các khoản đầu tư mạo hiểm vào ngành cá cược trên Web3 trong bối cảnh hoạt động trên Polymarket, một nền tảng cá cược tiền điện tử trên mạng lưới blockchain Polygon đang tăng mạnh. Polymarket đã vượt qua 1 tỷ đô la về khối lượng giao dịch vào tháng 7, chủ yếu là do người dùng đặt cược vào kết quả bầu cử Hoa Kỳ. Nền tảng này đã chứng kiến hơn 430 triệu đô la được đặt cược vào ứng cử viên tổng thống nào sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào ngày 4 tháng 11. DeNow tự quảng cáo mình là một nền tảng cá cược ngang hàng phi tập trung, được thiết kế để đạt được mức phí thấp hơn và mức thanh toán cao hơn bằng cách loại bỏ ngôi nhà ra khỏi phương trình. Nền tảng này hiện đang phục vụ người hâm mộ NFL, MLB, NBA và MMA và có kế hoạch bổ sung thêm các sản phẩm cá cược khác trong tương lai. Theo thông báo, các nhà đầu tư của DeNow, bao gồm nhà sáng lập Litecoin, Charlie Lee và Billy Marcus, người tạo ra Dogecoin, cùng nhiều người khác. Đây cũng là một sự phát triển tích cực của blockchain Arbitrum. Và đó là nội dung của video ngày hôm nay. Hy vọng các bạn sẽ thích thông tin mình mang lại. Đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ mình ra những video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.